ba mười một luôn á. Không, mười một là quýnh nó chết. Điên hả? Từ tranh năm sáu mươi tám luôn mà. Năm sáu mươi tám chứ. Chúng ta đang theo dõi trận thi đấu nội dung đơn nữ tranh vào vòng 1/8 giữa hai tay vợt Phạm Thị Ngọc Mai của đơn vị Hải Phòng mặc trang phục áo màu xanh quần xanh đứng phía xa màn hình, vận động viên Phạm Thị Diệu Ly của Thái Bình đứng phía gần màn hình với trang phục áo màu vàng. Hiện tại điểm số là 2-1. Set đấu thứ nhất. Số bây giờ là 4-4. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số bây giờ là 9-7, Hải Vinh dẫn. Rồi bây giờ là 10-11. Thank you.
Điểm cho Hải Phòng 15-11. Rồi bây giờ là 14:18. Thái Bình 17-18. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
điểm cho Thái Bình 20-18. Xem rõ hơn. Đấy. Cái túi vừa này. Ô cô ạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chơi năm chục phút rồi. Mẹ vừa lên có đá đâu.
quá đúng không? Chúng ta đang chuẩn bị theo dõi hiệp đấu thứ 3 giữa hai tay vợt Ngọc Mai và Diệu Ly. Trận đấu thứ nhất thì Diệu Ly đã vượt qua Ngọc Mai với điểm số là 21-19. Trận đấu thứ hai Ngọc Mai thắng lại Diệu Ly. Tại chúng ta đang chuẩn bị theo dõi trận đấu thứ 3. Trận đấu thứ 3. Trận thi đấu tranh vào vòng 1/8 ở nội dung đơn nữ. Hai tay vợt cũng còn rất trẻ. Diệu Ly đang được tập trung tại đội tuyển cầu lông trẻ quốc gia tại Đà Nẵng. Ngọc Mai thì đang tập trung đội tuyển cầu lông trẻ quốc gia tại trường Đại học Quốc gia Bắc Ninh. Và đập cầu rất tốt của Diệu Ly. Điểm đầu tiên trận đấu thứ 3, 1-0. Thank you.
khoảng chắc 3 ngày mốt rồi, ngày mai chơi được 1 thứ 6. Thank you.
Thank you.
Mẫu lên ông anh ơi.